Qua 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020, huyện Hòa Vang có hơn 30.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, 186 dòng họ học tập, 67 đơn vị học tập, 98 cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ hơn 90%. Nhằm cụ thể hóa đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, của huyện Hòa Vang đã lồng ghép các nội dung của đề án trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dành nguồn lực đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục, nhà văn hóa cộng đồng, tổ chức nhiều lớp khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi cho hội viên, đoàn viên và nhân dân. Đi liền theo đó đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học khuyến tài, góp phần đưa huyện Hòa Vang là một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng thấp nhất thành phố, duy trì kết quả các mô hình học tập đã đạt được trong năm qua, nâng cao chất lượng hiệu quả nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn là một trong nhiều nội dung mà huyện Hòa Vang đã đề ra trong việc tiếp tục thực hiện quyết định 281 năm 2020 và những năm tiếp theo.